Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà xem video của hai chị em mình nha. Hôm nay á, Trinh rất là xin lỗi cả nhà nha. Cả nhà nghe cái tiếng mà ông sẽ lại nhảy lên nhảy á, để Trinh chỉnh lại đây nè. Trời ơi, sao con cứ phá của hai hoài vậy con? Cả nhà biết không, đây là tiêu nhỏ của mình nha. Tiêu nhỏ hơn cứ phá của hai hoài là đừng phá của hai nha con. Đi chơi nha, ngoan á. Thì cả nhà ơi, hôm nay Trinh muốn chia sẻ với cả nhà một món ăn này, đó là món gỏi bò Thái Lan nha. Thì trong đây thành phần nó có là thịt bò. Thịt bò này là mình làm thịt bò ăn phở nhé. Thì Trinh ở ngoài đó, Trinh nhờ người ta cắt mỏng mỏng vậy nè. Trinh dùng 6 trái chanh, 2 muỗng chan canh, ớt 2 muỗng chan canh, đường 3 muỗng thính, một chung húng lủi, một chung ngò, một chung gia vị. Quan trọng nhất là phải có gia vị đó nha cả nhà. Đó là cái này nè cả nhà, mới ra được cái gỏi bò Thái Lan. Và cái quan trọng nữa đó là cũng phải có nước mắm, 1/4 nước mắm. Thì thịt bò này á, mình sẽ đem nướng ha cả nhà. Mai ơi, được không? Em đứng này giùm chị nha. Ok. Rồi cả nhà qua đây ha. Cái này mình để cho cái chảo nó nóng thì là nóng đó. Rồi cái mình nhưng mà đó mình dùng cái chảo mà không có dính nha. Và lúc đó lửa thì mình để cho lửa cao lên nè. Lửa cao lên đó. Chảo medium high á, để lửa nó hơi cao thì đó thì nó sẽ chín hai bên, thì mình lấy ra vậy đó. Thì quan trọng là cái thịt bò nó không cứng. Nhưng mà đó là mình cái này là phải làm từng miếng nha. Rồi, vậy là xong. Ok, thì đó mình nướng xong rồi á. Đó, nướng cho nó như vậy nè. Đó như vậy nhé. Xong. Rồi bây giờ là mình sẽ trộn nha. Thì á, mình dùng cái thau này để thịt này đây. Mà nếu mà như mà thịt mà bự quá thì mình cắt ra cũng được nữa. Tại vì mình muốn cho nó chính nó vừa cái phần mình ăn thôi. Nếu cái này xong rồi. Vậy nha, nó miếng là bự quá mình cắt ra. Rồi đó thì mình sẽ trộn nó. Thì Trinh bỏ ra, Trinh nghĩ Trinh hồi nãy thì Trinh nói là 6 trái chanh cả nhà ơi, nhưng mà Trinh nghĩ bao nhiêu thịt này là Trinh sẽ dùng chỉ 4 trái thôi nha, dùng 4 trái chanh thôi. Cái ớt này nếu mà đó mà muốn rang cũng được nữa nha. Nhưng mà đó Trinh rang thì Trinh sợ nó nồng á thì nó sẽ cay Trinh á, cho nên Trinh không có rang, Trinh cứ để vậy thì Trinh làm thôi, chứ thật sự ra mình rang nó thơm hơn nhé. Tại vì cái này là gỏi bò Thái Lan cho nên nó là mình dùng nhiều ớt cũng được, nhưng mà nếu như mà ai mà không ăn cay được á thì mình giảm bớt ớt cũng được nữa nha. Để vô nhé. Thính thì nhiều thì càng nhiều càng ngon thôi, càng thơm thôi. Rau cũng vậy, mình để nhiều, mình thích ăn rau thì mình để nhiều rau, mà mình không thích ăn rau thì mình để ít. Một bên nữa đó là một cái nữa là mình phải có hành nha, hành lá nha, hành lá. Đây nước mắm, mình cũng mà. Thì hơi nhiều cả nhà ha. Tại này Trinh làm ở nhà ăn á, Trinh cũng đột chừng á, thì Trinh thấy là một cốc hơi nhiều, Trinh bỏ lại nha, Trinh để nửa cốc thôi. Rồi nếu như mà mình thấy không vừa ăn á thì mình bỏ thêm ha. Vậy đó. Cái này không phải là chuyên nghiệp đó. Xin lỗi cả nhà. Không phải chuyên nghiệp á, mình trộn nè, mình thấy nếu mà như mà cảm thấy như là nó đủ á, thì cho nên Trinh không có để vô hết cái nước sauce này. Để là nửa cốc thôi, mình để lại đi. Đó, hành đó thì Trinh cũng sẽ dùng mấy đứa con Trinh không thích ăn hành lắm, cho nên Trinh dùng 1/4 thôi.
tư hành thôi nha. Trộn này nè. Mà khi á, cả nhà trộn á, mình hơi đương tay, nhưng mà mình cũng hơi bóp nó vậy nè, để cho đó, cái thịt bò đó nó thật là mềm, nó mềm tại vì mình không có bóp á cả nhà, nó sẽ cứng nha. Cái đó là cái Trinh cảm thấy Trinh ăn á, Trinh làm cũng mấy lần á, Trinh thấy cái đó là cái secret mà Trinh làm đó nha, là Trinh hơi bóp nó nha. Đó, Trinh bóp nó hơi cho nó mềm mềm đi. Thử được chưa? Anh thử đi. Nè, đó anh thử đi. Anh thử đi nha. Thử đi. Ăn miếng coi cho nó có vừa ăn chưa nha. Ok. Cần thêm chanh. Chanh nữa hả? Vậy là hồi nãy Trinh dùng 4 trái, vậy là chắc là dùng 6 trái luôn rồi. Chưa có đủ chua lắm. Vậy hả? Rồi, rồi, đây. Anh thử miếng đi. Được chưa? Ok. Good. Mày bỏ một miếng nhỏ nha, coi coi. Rồi, còn bếp à? Biết ăn không ạ? Ok, rồi, good. Đúng. Chanh là đủ rồi. Rồi. Ok thì cái bắp cải á, là Trinh thấy Trinh có thử hai lần rồi. Trinh thử một lần á, là Trinh sẽ cắt nhỏ để giống như là mình ăn gỏi gà hay là mấy cái gỏi mà mình cắt nhỏ nhỏ. Nhưng mà Trinh đối với Trinh á, thì Trinh thấy là nó không có ngon bằng cái cách mà Trinh làm Trinh ăn nha. Cho nên á, là nhưng mà tùy cả nhà thích, nếu mà thích nhỏ đó thì cả nhà làm theo nhỏ, mà thích ăn mê mê như Trinh á thì làm theo Trinh cũng được. Thì Trinh cắt nó ra về nha. Đó. Thì mình thích ăn nhiều bắp cải thì mình làm nhiều, còn thích ăn ít á thì mình làm ít lại thôi. Nhưng mà đó cả nhà biết không ạ? Ăn bắp cải đó mà đối với Trinh đó nha, cái này là theo như Trinh á, là ăn bắp cải mà Trinh lựa cái bắp cải nào mà nó nhẹ, mà khi mà cả nhà bóc nó ra đó mà thấy nó giống như nó giòn mà nó nhẹ một cách đó, là Trinh cảm thấy nó ngon hơn là những cái bắp cải mà cả nhà đi lựa mà nó nặng á, thì Trinh đối với Trinh nó, Trinh thấy nó không có ngon, cho nên Trinh không có lấy cái đó, mà Trinh thấy lấy cái bắp cải nó nhẹ hơn nha. Thì Trinh sẽ cắt nó ra về nè. Rồi đó là Trinh không có dùng, mà Trinh thấy dùng ra dao á nó không có, thấy nó không có ngon hay sao á, cái đó là cái đối với Trinh thôi nha. Là Trinh nó hay, Trinh thích nó là bóc nó ra như vậy nè. Đó. Theo Trinh đi theo cái giống như là Trinh thấy là nó vừa cái miệng mình ăn đó, là Trinh nó vừa theo mình nè, nó không có bự mà không có nhỏ đó, thì Trinh lấy vậy đó ha. Ok, mình để nó, Trinh để nó vòng vòng theo ngoài này, tại vì hả là Trinh sẽ để cái thịt ở chính giữa này nè. Đây là món ăn này, mình muốn ăn cơm cũng được nha, hay là mình muốn ăn giống như cho những cái ai mà nhậu á, thích nhậu á, ăn này cũng được, cũng có lý lắm á. Mà Trinh thì thật sự là không có, đâu có biết nhậu đâu, nhưng mà hay cũng ăn chơi, hoặc là khi mà có đám tiệc này kia cũng rất là lạ luôn đó. Làm món này hả Trinh thấy là lạ lắm, tại vì Trinh nó thấy ngoài nhà hàng đồ cũng không có, mà đi bạn bè đồ cũng thấy không có ăn đó, cho nên thấy cũng lạ, cũng ngon miệng lắm á. Còn một miếng đấy, thì một miếng nha. Mai thích cabbage nhiều nên mai sẽ lấy thêm một cái nữa. Thì cũng như là thường lệ ha, người ta cạn ly nha, mình cạn cabbage and xin mời cả nhà nha. Đó. Cảm ơn cả nhà coi nha. Nếu cả nhà có thích cái video này của mình thì cho mình xin một cái like với lại một cái subscribe. Và cả nhà nếu mà có thắc mắc hay gì thì cả nhà hãy để comment ở dưới cho mình nha. Xin chào cả nhà.